Đây là buổi sáng thứ chủ nhật ở Campuchia, cụ thể là ở thị trấn Sihanouk. Bây giờ mình đang ra bến tàu và chúng ta sẽ bắt tàu để đi ra đảo Koh Rong. Ở trước đây là anh Vũ Cộng, kêu bằng anh chứ kêu bằng chú đúng hơn, nhưng mà tại ổng trẻ mà ổng trẻ chung nó họ kêu anh luôn cho rồi. Tối hôm qua có đi ngang chỗ này để mà đi ăn tối nè, nhưng mà không có quay được gì hết tại trời tối rồi. Sao anh? Mà đâu thấy con tàu nào đâu, chắc dẹp cảng. Rất là giống như Vũng Tàu, cũng con đường bờ biển, cũng xe đậu hai bên, nhưng mà bên đây nó không có xe máy hả, nó hơi nhiều quá hả, nó hơi quá nhiều lên dốc nè. Quản lý hôm á, ảnh nói là mùa này á là mùa không phải mùa du lịch, khách rất là ít, nên là cái khâu chuẩn bị thiếu hàng để bán lum mà đợi ăn sáng mà đợi tầm buổi chắc cả tiếng đồng hồ mới có đồ ăn đó. Rồi mình kêu hot chocolate cũng không có, mà mình kêu milk cũng không có luôn ấy. Thì nói là November là tháng 11 á mới là mùa cao điểm. Có một cái này rất là lạ nè, vẫn không thấy người Nga ở đây. Có lý do nào không? Ông nói không biết. Cỡ 5-6 năm trước á thì có nhiều á, tự nhiên cái giờ bất thình lình họ biến mất hết rồi. Không có một người Nga nào mà có ý định là muốn qua đây tham quan hay gì. Đa phần là người Mỹ, họ đi Việt Nam Cam Lào á, hoặc là Việt Nam Cam Thái á. Chờ tàu là lên nè. Tàu trên kia cũng đã tới rồi, nhưng mà đang chờ khách. Khách họ xuống hết rồi thì tụi mình mới lên được. Nãy mình gửi xe ở trong thành. Bây giờ đi trời ơi má ơi, đây có bánh nè con, nhìn nó như cái bộ xương sợ phết. Đồ coi á, đồ xem Thôi.
Team chúng tôi đã đến được địa điểm Sunset Beach, địa điểm cuối cùng. Ôi, con đường quá treo leo luôn. Càng vào sâu bên trong thì nó càng rừng rú. Hồi nãy mình có đi lên cái đường trekking á, là đi từ bên núi bên kia qua bên mặt bên đây. Biển bên đây cực kỳ đẹp luôn nha. Nhưng mà nó rộng quá nên là sóng to.